Ngày hôm nay, trước khi vào bài ngày hôm nay thì bây giờ mình sẽ làm lại cái bài tập mà cô gửi cho con ngày hôm trước nha. Thầy nhắc lại cho cô nè. Where will you be tomorrow hoặc là next weekend là hỏi về gì? Về ngày hôm qua. Tomorrow? Tomorrow là ngày hôm qua hả? Có phải không? Where will... Mình không dùng là were mà mình dùng là will. Thì mình đang hỏi về gì? Tương lai hay quá khứ? Ờ thiệt luôn. Trời ơi chết chết rồi. Thôi xong rồi. Hỏi về tương lai nha con. Hỏi về tương lai. Cho nên là cái này người ta sẽ dịch, cô dịch lại nhá. Nó là bạn sẽ ở đâu vào tomorrow là khi nào? Là ngày mai. Còn đâu có xíu để có phát cái đó ra. Còn next week nữa đó. Và khi mà mình trả lời thì mình sẽ nói là I think I'll be at, nhớ không? I think I'll be at the sea hay gì đó. Rồi, vậy thì trước tiên bây giờ mình sẽ cùng nhau làm lại những cái câu này nha. Nhiệm vụ của con là chúng ta sẽ sắp xếp những từ này sao cho đúng. Đầu tiên, number one. Rồi, I think. Thành ơi, mình thấy hoạt động ở đây là gì nhỉ? For the case, nghĩa là mình đi khám phá các cái hang động á. Vậy thì ở đây mình sẽ nói sao? Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi. Ghi khám phá hang động. Ờ vậy thì ghi như thế nào nhỉ? Bắt đầu mình ghi này cho cô nè. Thôi mình đọc cho cô đi nhỉ. I think. I, cái này đọc là gì? I think I will explore the cave. Rồi tiếp theo nè. Câu số 2 nó là hai câu. Câu này mình có thể dịch ra là anh ta không biết về những cái vùng xung quanh, vùng đảo xung quanh, cho nên anh ta có thể đi một cái chuyến du lịch bằng thuyền. Bây giờ đầu tiên, khi mà bây giờ Thành viết lại được câu này cho cô không nè? Cô gợi ý cho câu đầu tiên nha. He doesn't know. He doesn't know around the island. Chấm. Rồi. Anh ta có thể làm gì nữa? Vì anh ta không biết cho nên anh ta phải làm sao? Phải làm sao nhỉ? Anh ta có thể nè. He may thắt a triple là gì? Có vậy không? Ngẫm nghĩ lại xem nào, xem là đúng chưa. He may take a boat trip. Rồi con làm con số 3 cho cô nha. Nó gần giống như câu trên nhưng mà nó có nhiều nhân vật hơn thôi. Trong lúc cô đang viết cái câu trên nè, để con nghĩ câu dưới đi. Câu số
Ở đây có mấy nhân vật nè? Có ba nhân vật. Phương, Tuấn, En, Hoa. Họ có thể làm gì? Họ có thể đi biển. Họ làm gì ở biển? Nhìn xem họ làm gì ở biển. Con thấy có từ gì không? Từ gì dài dài á? Sandcastle. Sandcastle là gì á? Là lâu đài, đài cát. Vậy thì muốn có lâu đài cát thì mình phải làm sao? Thì mình phải lấy cát. Mình phải xây. Vậy thì xây nó viết như thế nào nhỉ? Build. Rồi bây giờ con nghĩ lại, con đọc từ đầu đến cuối câu này cho cô nè. Ba bạn này đi xây lâu đài cát ở biển. Phương, Tuấn, Điền, Hoa. Phương, Tuấn, Điền, Hoa. Cô biết on the beach. Có thể là từ Phương, Tuấn, Điền, Hoa. Có thể. Có thể là gì? The mây. Mây. On the mây cái gì? Beach. Mây cái gì ở on the beach? Trên, họ phải làm gì ở trên biển trước đã chứ? Cái trên biển nó sẽ là cái cuối cùng. Mấy? Làm gì được nè? Sand castle. Build sand castle. Tiếp. Ở on the beach. Đó chưa? Rồi. Rồi, con làm lại cho cô các câu ở dưới từ câu 4 cho tới câu 12 nha. Câu số 4 nè, tớ và gia đình tớ sẽ đi bơi ở biển. Tớ và gia đình tớ nha. Lúc này sẽ có hai từ ngữ đó. Chúng ta phải em. I and my family. Làm gì? Family will.
In the sea. Làm gì trong cuối cùng mới tới in the sea nha? I swim. I and my family will I swim. Will swim. Yes, swim. I and my family will swim in the sea. Rồi. Number 5, vậy là con không ghi cái đó ra đúng không? À rồi, nhưng mà được. I and my family will swim in the sea. Con tự làm nha, con không đọc cái tin nhắn mà cô gửi cho con rồi con đọc đâu nha. Câu số 5 nè. Họ sẽ ở bãi biển vào ngày chủ nhật. Nó hay sao? They I-O. Không, they không có I-O nữa. Lúc đấy mình có thể là They will be at the seaside on Sunday. Okay, exactly. They will be at the seaside. Mình tự làm đi chứ, đúng không? Thành ơi. Rồi, vậy là con biết được rồi đúng không? They will be at the seaside on Sunday. Number 6. Tìm gì đó? Sao không đồng nữa? Cô chê à? À, ok. She nha. She will. Ví dụ I thì là I'll. Còn khi mà con nói với các chữ khác á, thì con cong lưỡi lên một xíu nè. She'll. Thành nè. She'll. They'll. He'll. Đó. Đọc như là chữ L nhỏ. Where are you going? She'll. Cô ấy sẽ đi. Hành động nè. Visit. She'll visit. Đúng rồi. On. Visit cái gì đã chứ? Visit island. Island đi không có đúng không? Visit đi. The. The island. The island. On. Monday. Yeah, Monday. Rồi. Bây giờ cô cần con. Bây giờ con sẽ gõ cho cô từ câu số 7 tới câu số 12. Bây giờ đến lượt mình viết rồi đó. Mình tập viết cho nhanh nha. Thành, cô cho con mỗi câu 1 phút rưỡi. 1 phút rưỡi thôi. Bắt đầu.
Rồi câu số 7 là câu hỏi rất là dễ. Họ sẽ ở đâu là ngày thứ 7? No, no, no. Where will be you là không đúng rồi. Và thiếu dấu hỏi chấm. Khi mà mình hỏi nếu như cô Hoa hỏi nè, where will you be? Chứ không thể là where will be you được hả? Mình viết lại câu này đi và có thêm dấu hỏi chấm cho cô. Chữ Saturday, chữ S mình viết Hoa nữa. Biết vì đất hả? Ôi, xin chú đây của con đâu rồi? Cô chị Quang à. Xin chú đây của con nó biến mất rồi. Kì dạ. Sao xin chú đây kì dạ? Chơi kì dạ? Xin chú đây biến mất rồi. Chết chúa. Làm sao mà nó giận nó biến mất rồi? Rồi, câu này cô viết. Con nằm với chữ sát cho đây lại hả? Không. Con xuống câu khác rồi. Ừ. Với câu khác đi. Cô sẽ coi như cái chữ sát cho đây nó nằm ở đây. Tôi nghĩ rằng tôi và Mai sẽ I think. Có chữ think và thì mình sẽ thường thường nói I think trước.
Chưa con? Chữ thiên trong tiếng Anh viết bằng chữ H hay chữ K nhờ? Thành nhờ. Dạ. Con nhìn xem mình biết đúng chính tả chưa? Ai thế nhìn Mai là sao? Tôi nghĩ và Mai không được. Tôi nghĩ tôi và Mai. Ở đây mình có tận ba cái chủ ngữ mà. Hai chữ ai lận luôn. Tôi nghĩ tôi và Mai sẽ ở trường. I think I and Mai will be at school. Đúng không nè? Đọc kỹ lại. Bây giờ trước khi mỗi sau nãy đọc đúng mà viết đến lúc viết lại sai hết trơn rồi. Bây giờ đọc lại câu số. Bây giờ con làm câu số 9 xong con đọc cho cô trước nha. Khi nào cô ok rồi mình mới viết. Câu số 9 nè. Number 9. Đọc nè. The boy. The boy will be in the countryside. Mình đúng rồi. Vậy giờ nhớ trong đầu vừa nhớ vừa viết nào. The boys will be in the countryside next month. The boy. The boy the boys will be in the countryside next month.
What? Rồi lưu ý lại một lưu ý nữa, đó là người ta viết the boys là số nhiều. Con thấy không? The boys, có rất nhiều the boys. Đó ha. Rồi viết tiếp câu dưới cho cô nè. Mình viết như, dần dần nó sẽ bớt sai chính tả đi nha. Câu số 10 đọc lại cho cô trước nè. I think. I hope. I hope. I hope. I hope. Be. The. Cái gì? Đi đâu lại chứ? Ai? Tôi nghĩ tôi sẽ. Be. Visit. Visit. The market. The, ngày mai. Yeah. Tomorrow. Yeah, tomorrow. Nào, biết nào, lần này có thể viết cho cô xem mà không bị sai, không bị thiếu phần nào nha. I think. Thank you.
Chúng mơ nó đâu rồi? Từ từ cuối cùng có bị mất hoài. Kỳ vậy ta. The mountains nha con. Chỗ này mình cũng cần phải đổi lại nè. I visit the mountain tomorrow. Chứ không phải là tomorrow. Mountain the tomorrow đâu. Nó sẽ 11, 12. Vậy 11 nào. Vậy thì bây giờ mình sẽ cần phải luyện viết nhiều hơn nha. Nó rồi. Oh my god. Rồi đọc cho cô câu số 11 và số 12 thôi. Viết lâu quá. Number 11. We will go for a picnic in the countryside. Yeah, number 12. They will be at the wood. At the gì? Seaside. Seaside. Let wood can. Next week. Okay, về nhà ôn tiếp về phần này. Còn bây giờ chúng ta sẽ điểm qua một vài câu hỏi. Hôm nay mình sẽ học một vài câu hỏi nha. Đây chính là vũ trụ. Ask and answering questions about job yes please. Cô sao có từ khu huyệt quyển hoài hết cô? Trên màn hình đi cô. Để mới hay chứ. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ cùng xem là cái người này đang đi ra ngoài để tìm ra những câu trả lời và những câu hỏi về nghề nghiệp và nơi chốn. Rồi, câu hỏi về nghề nghiệp mình ôn lại một xíu là mình đã học rồi nha. What do you do, Thành? What do you do? Nhớ không? I am playing football. No, what do you do? Con làm nghề gì? Quên rồi. I am a student. Okay. What does your father do? Father. My mother. Okay. What does your mother do? Nhớ không? Kế toán. Assistant nhớ không? Cái này là phải là cô chỉ nhắc lại thôi đó. Is an assistant. Assistant. Rồi. Còn where does your mother work? Where does your mother work? My mother work kế toán thì nằm ở đâu? Mẹ con làm kế toán ở đâu? Không. Một công? Công ty là gì nhỉ? Công ty là... Company. Okay. Now let's see. Rồi, mình có một số nghề nghiệp như sau. Clerk. Doctor. Driver. Farmer. Tiếp tục nè. Y tá. Nurse. Student. Work. Work. Music. Worker. Musician. Writer. Kỹ sư. Cái đó là... Giờ sai giờ. Engineer.
Engineer. Singer. Singer. Pupil. Pupil. Yeah. Teacher. Teacher. Pilot. Good. Postman. Now, postman. Postman. Và cuối cùng là housewife. 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 Nghĩa là người trợ, nghĩa là người vợ của gia đình á, người đó chỉ có ở nhà nấu ăn và chăm sóc các, người đó sẽ ở nhà và chăm sóc những người khác trong gia đình. Dọn nhà cửa. Mình đọc lại một lần nữa cái từ này nha. Clerk. Clerk. Doctor. Doctor. Driver. Driver. Farmer. Family. Nurse. Nurse. Student. 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 Worker. Worker. Musicians. Musician. Ông lưỡi này nè, musician. Musician. Writer. Writer. Engineer. Engineer. Singer. 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 People. Pupil. People. Teacher. Teacher. Pilot. Pilot. Postman. Postman. Không phải postman, là post. Postman. Postman. Post. Post. À, em cuối cùng là house. House. Housewife. Housewife. House. House có gì nè? House. Housewife. Housewife. Exactly, chính xác nha. Và những cái nơi mà mình có thể, những cái ngôn công nghiệp, công việc này sẽ làm việc nào? Đầu tiên là factory. Factory. Không phải factory, có hai âm thôi cho cô. Thành, look at that. Nhìn trên màn hình nhà mình thấy cảm giác như là ba chữ, ba tiếng nhưng mà nó chỉ có hai thôi. Two syllable. Factory. Factory. Field. Hospital. Hospital. Company. Company. Hospital. Again, bị lại. Và cuối cùng là school. School. Vậy thì bây giờ mình nhìn xem nè, những cái công việc nào mà có thể làm được ở factory. Thiếu cứu hỏa và thiếu cảnh sát. Nhìn vào đây, nhìn vào đây. Trong cái này nè, what job can do in a factory? What kind of job? Factory. Công công ty. Hợp đồng. Công ty. À, sorry, factory, nhà máy. Ai làm ở nhà máy? Look at that. Can nurse. Công nhân, worker. Yeah, worker and một người nữa. Một người hay chuyên về máy móc, biết rất là nhiều về máy móc á. Người ta sẽ làm việc. Kỹ sư. Yeah, and the engineer. 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 Mm. Tiếp theo, how about the field? Who can work? Farmer. Ah, yeah, farmer. Very good. How about the hospital? Hospital. Yeah. Nurse. Nurse and? And doctor. Good job. Who can work in a school? Teacher. Teacher. School. Không phải. Student. Student and? People.
Pupil. Okay, and the last one. Who can work in a company? Who can work in a company? Nhà máy. No, no, look at that. Company. Okay. Go watch on TV. Yeah. Who can work in the company? Clerk. Mm-hmm. What else? Ai làm việc trong công ty nữa? What else? Singer. Huh? Singer. Mm, ca sĩ cũng làm việc cho công ty đó. Rồi, who can work at the airport? Who can work at the airport? Airport nè. Sân bay. Sân bay. Who can work at the airport? Sân bay. Who? Vậy là ai? Who can work at the airport? Police. No. Pilot. The pilot. Ok, vậy bây giờ cô hỏi một cái nghề nghiệp trong này nha. Nè, Where does the housewife work? Why? Housewife, the last one. Nhà văn thì ở... No, not writer. The last one. The bottom. Housewife. Kể thư. Housewife. Cô đọc cái gì? Housewife. Đi từ đó đi nào. Chỗ thì nằm nhà. Okay, now answer me in English. Where is the housewife work? The housewife works at? At home. Yeah. Oh, why? Tại sao con lại nói theo cô như thế trong khi mình không chịu đọc một câu giận đấy? Đọc lại cả câu nào. No, the housewife. Con có làm việc tại nhà đâu. A housewife. Where? At home. Làm việc. At home. Uh-huh. Where's at home? Now, okay. Tell me. Where's the driver? Where does the driver work? Where does the driver? Tài xế thì nằm lái xe. Where? They work in. Tài xế thì làm lái xe, vậy họ làm việc ở đâu? Làm việc ở công ty. Làm việc ở trên. Họ lái xe khi hạ, lái xe họ đi ở đâu? Đi làm. Đi trên đường. Mình có thể nói là họ làm việc trên đường nè. The driver works on the road, on the street, a lot of place. Được chưa? Rồi về. Về nhà ôn lại cho cô ba câu hỏi như này nha. Lát nữa cô sẽ gửi cho mình. Và nhớ là học thuộc tất cả những cái nghề nghiệp ở trong này, cũng như là nơi làm việc. Hôm sau cô hỏi là phải trả lời cả câu luôn, chứ không được như hôm nay nữa nha. Và ôn lại luôn cả cái I think I will be cho cô. Cô sẽ kiểm tra cả hai cái luôn. Ok. I will be là sao? Hỏi về tương lai đó. See you. See you.